Xin chào tất cả các anh em, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các anh em cách kết nối Apple CarPlay trên MBTA Evo ID 6. Thực ra là hầu hết anh em đều gặp cái một số vướng mắc nhỏ khi mà mình kết nối cái Apple CarPlay hoặc là đang kết nối thì nó bị mất và không hiểu nguyên nhân là tại sao nó bị mất. Thì nó rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là mình vào mục cài đặt này, mình bật wifi của mình lên này. Đó, mình bật wifi của mình lên này. Đó. Mình để ý là cái ở đây nó có cái CarPlay ở đây nhưng mình sẽ không kết nối CarPlay ở đây trên cái wifi của mình. Và một cái quan trọng nữa là mình sẽ tìm đến cái mục Siri tìm kiếm, Siri insert. Mình bật Siri lên. Đó, bật Siri on hết lên. Tiếp theo là mình vào cái mục Bluetooth. Đó, Bluetooth. Khi mình vào kết nối Bluetooth với thiết bị mới thì mình sẽ xóa hết những cái thiết bị cũ của mình đi. Mình vào ở trên MBT thì đây, nhìn vào đây. MBT thì mình vào cái mục Media and Radio. Sau đó mình tìm đến Manage Mobile Device thì mình nhìn thấy những cái kết nối cũ của mình. Nếu như mình đã kết nối điện thoại ở đây rồi thì mình có thể click vào đây và delete cái thiết bị cũ của mình đi. Còn nếu như mình chưa kết nối lần nào thì mình vào Connect New Device, xong mình vào Apple CarPlay Confirm. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra cái số pin xe của mình trùng với cái số Bluetooth ở trên điện thoại của mình. Đó, thì mình sẽ kết nối, mình click vào kết nối với cả xe thì trên xe nó sẽ hỏi mình là có đồng ý hay không. Mình đồng ý ở trên điện thoại, mình đồng ý cả trên điện thoại và đồng ý cả ở trên xe. Đó. À, thì khi mà kết nối Bluetooth này thì nó sẽ hỏi mình là mình có sử dụng CarPlay không. Mình đồng ý là mình sử dụng CarPlay. Mình đồng ý sử dụng CarPlay thì mình đợi một chút thì nó sẽ tự động đồng bộ cái Apple CarPlay ở trên điện thoại của mình với cái xe. Đó, ở đây thì đã hiển thị đồng bộ CarPlay cho từ CarPlay và từ điện thoại và xe. Đấy, ở cái ứng dụng iOS mới từ iOS 13 trở lên thì mình hoàn toàn có thể thao tác ở trên màn hình mà không cần phải thao tác ở trên điện thoại. Không cần phải thao tác ở trên điện thoại thì cái CarPlay ở trên điện thoại này nó rất là tiện. Nó rất là tiện ở cái mà mình có thể sử dụng cả. Ở đây nó đang hỏi sử dụng Google Map không? Mình có thể sử dụng bản đồ Google Map cực kỳ là tiện khi mà mình sử dụng cái Apple CarPlay này. Đó. Thì đây là cái xe